Xin chào cả nhà nha. Hello, hello cả nhà. Hôm nay anh em tiếp tục đi đêm nữa nha cả nhà. Bây giờ đuổi rồi cả nhà. Đi đâu đi. Ban ngày cũng về rồi, ban đêm đi đâu đi đi. Ban ngày thì về mà. Đêm đuổi. Đêm bị đuổi rồi cả nhà. Nước quá đã. Cho anh em đi phải tiếp tục đi đăng nữa, tại vì 3 tháng thêm tháng ngoài nữa là nghỉ đăng rồi cả nhà. Mà tháng ngoài nữa đăng cũng chưa được bao lo mấy bữa nữa. Chỉ với hai nữa là cái giò nổi cái mực ngọt nên anh em ngưng đi mò tôm. Cái nên anh em phải chân khô vài ba bữa. Mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Anh em đi đăng tối không à. Tại vì á chưa có già trước cái nhà cái này do cũng do mình nha cả nhà, tại nó mới nổi lên á, mình ngắt nó. Ngắt nó cái nó mình nói một mà mày hết, hai là tao lết thiệt, mình lết thiệt. Anh đầu anh phá trong bụng anh cười kìa. Ở đây mày vậy mà mày còn ngu quá anh đoạn. Thôi mình đi lên đống xào mình đăng nè. Đây. Đầu đăng hai miếng lưới ngắn trước. Lưới này. Trong hai miếng này mình sẽ đăng hai miếng lưới dài. Tiếp tục ngủ nghỉ theo kế hoạch. Ăn sớm nghỉ sớm. Mấy cái đèn ban đêm đẹp quá trời quá. Chưa thấy gì gọi là này, sáng sớm dính con lau kiếm, dính chiếc tàu ngầm lên. Buổi sáng trên sông sóng nhấp nhô. Ngư phủ đang kéo lưới. Mày hả bưởi? Con mày bự vậy? Bự à. Một lao hả bạn? Cái gì? Con lao hả? Con lao cầu. Cái kẻ lướt cầu luôn nè. Quá.
hết, thấy mồi gấp đường luôn. Sáng tập thể dục hơi đuối luôn, hơi mập. Đuối vậy? Miếng lưới đầu tiên, miếng lưới bự dính được một con, còn hai miếng nhỏ với một miếng nhỏ. Ừ, hai miếng nhỏ với miếng nhỏ. Nên mình đang thăm. Nước này hơi thất cá. Ừ. Này cho nó thành cá chim Amazon luôn. Dính con nữa. Trời đất ơi. Vô bầy. Ba con luôn. Vô bầy. Bốn con luôn. Dễ vậy. Ba con. Gửi. Còn xuống nha. Dạ. Xuống rồi. Dòng đâu. Khoan để xem. Trời đất ơi. Ở đâu mà giữ thần vậy? Chưa bày luôn. Ừ, gì cọp cọp vậy? Tay vô đi. Ơ, vô vô. Mình răng sắc bén. Trời ơi, nó sống dùng Amazon nè. Bên châu Mỹ, bên châu Mỹ, châu Phi, châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Bò. Châu vô rộng. Con nó con nhỏ lắm, đầu tuốt cái lực rồi, khỏi lon. Cá thì xương không ăn gì trời, nhỏ xíu. Thả cho nó thành bạo chúa. Thả chú bao. Bao gì? Bao tử hả? Thôi, về thả đi. Không, thả thầm không được. Chứ sao vậy? Anh chậm đi, anh chậm đi kỳ nghe. Hết mấy con cá kia. Anh còn kỳ với đuôi không à. Đòn đi nghĩ ơi, bức không có gà đâu. Có nhiều đây hả? Trời con đó. Nó nặng, nó mập, nó nặng chệt à. Trà ký luôn. Cái mỏ nó dung sội cơ kìa. Quéo, 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 quéo. Sao mày ăn gác à, chim? Hả? À? Chim không ăn mồi, sao chim ăn gác vậy? Ôi về thả đi. Gì với anh, mỗi người rộng với anh. Cho nó ăn cái gì chồng. Sao mày sao? Mày có ăn gác không chim? Thấy phim bỏ vô rộng vậy. Hàng nặng nè. Yeah. Hàng nặng nè. Qua. Wow. Trời vừa lên. Chúng ta vừa về. Cái thắt khâu à. Cá tra, cá chim. Lên nhà cái nhà. Làm cá tra chiên giòn. Phải không? Cá tra chiên giòn.
Đây là bột chiên giòn. Chiên sao đây anh? Chiên theo người ta chỉ thì nhúng vô đây nè. Làm bột. Cái này là bột xù. Chiên xù. Tích xù. Tích xù tiếng Anh ta kêu là khăn giấy á. Tích xù bên kia kìa. Cá chiên khăn giấy à. Cá chiên khăn giấy. Trứng. Trứng này mình lấy sẽ lấy chùm đỏ. Trứng mấy chùm đỏ đúng không? Ừ. Chùm trắng để luộc ăn được. Được. Ăn không tập. Chết nữa. Đang ngồi giống con tôm nữa. Tôm bằng bột. Nó như giống như tôm. Thôi rồi. Kiểu này chắc có chục trứng vịt quá. Mới có 3 cộng mà nó muốn hết. Pha chút nước. Đủ trứng vịt cái rồi sẽ đủ. Dí học đâu trên mạng gì nè cả nhà. Tên nó tên gì nhỉ? Cái chọc nha. Ăn đi rồi biết. Vấn đề là cái trứng nó không đủ với nhiều cá. Không anh? Ừ. Em nói đúng không? Ừ. Hai trứng không đủ. Ừ. Mình chuyển qua phương án 2 cái nha. Trứng vịt pha với bột. Lăn lăn cái kia nó hao quá chịu không nổi. Lăn kia méo mà nó hao quá. Hao quá. Lăn hết vô đây chắc cả chục vịt. Giờ đổ vô đây gì nè. Này chuyên về em đi. Cái chuyện bánh xèo hay gì cũng ngon. Bánh xèo cái cha. Bánh xèo cái cha. Anh ăn cho anh chào. Chưa. Hỏi xe nhà ăn chưa? Gai diễn nè cả nhà. Cải giấy lên cho nó rút dầu. Rút dầu cả nhà. Ồ, giống tôm chiên bột quá. Không.
Ây da, quá hấp dẫn. Thành phẩm nghe đó nha. Ba lần chấm luôn ạ. Ai thích chấm gì chấm. Chấm gì chấm. Rau hôm nay mình ăn rau chợ đi. Mời cả nhà ăn cái với anh em mình nha. Anh Tôn. Cảm ơn em. Mời cả nhà ăn cái với anh em nha. Mời cả nhà ăn cái với anh em mình nha. Nhanh, nhanh. Chẳng ngay. Nó giòn. À, nước tương, tương ớt. Được không? Món này được không? Thật là khoái quá đi. Cảm kìa. Còn quá. Thôi, quá tuyệt. Béo em ơi, béo. Giòn. Giòn mà béo. Thế vậy chứ nói thật sự cả nhà món này cũng gọi là ngon nha. Ăn cá cá FC của anh em mình. Cả nhà có cá làm ăn thử nha cả nhà. Khá là ngon hả? Cảm ơn nha. Đã. Đẹp miếng cà chua nè. Ngon. Quá ngon rồi. Cái lượng cá nhưng mà chưa ngán béo nha. Nó béo mà nó giòn. Ngon kìa. Đẩy lên. Mà cái nhà ăn cái cha cái xe phiên bản cù lông dung dưới ốc nha. Trời ngủ bỏ kìa. Mà ngon nha. Béo. Được chứ hả? Cũng tuyệt mà. Ăn vậy nè. Được không? Cặp miếng này miếng kia phải không? Này ha, gối gối vô. Chấm vô. Rau nè, thơm nè. Dành. Dạ. Yeah. Mình làm cái này mới mốt các cha đắt giá lắm đó ta. Không à. Cái này ngon quá ơi. Mới mốt cái đắt quá. Đắt thiệt à. Đó. Nói gì này cả nhà. Uống lại. Để viên chơi bằng tay luôn. Ăn miếng cuốn à. Quạt vô. Cái này là tương ớt với nước tương đó cả nhà. Với ớt sắt. Với cay vừa béo. Siêu cay. Nào cái nhà ý định làm món này ăn thử nha nha. Quá lố rồi, ngắt khúc rồi. Dạ, quá lố rồi. Quá lố. Đó, một cú. Đã quá. Quá cái ha. Mà mình thấy hình như nào. Cá sông làm ngon hơn cá cái quá. Cá cái nó mỡ nhiều quá. Cá sông á ngán không? Cá xong ít có béo. Mình sợ cá trong người ta nuôi thức ăn á, quá mỡ sợ nó béo. Cái cá anh biết sao không? Cái thịt nó hơi bị nhão rồi đó xong. Nó là cả nhà mua giờ có hầm nó thả điên á. Thả cho cá nó ốm rồi. Rồi thịt nó giả là gì nè. Mình có chuối thôi hả, gì có thể nó ăn từ từ cái nó quen á. Nói chung mấy cá mà anh đem vô hầm là thời gian là nó dễ. Ờ thì nó dễ à. Cá gì cũng vậy. Còn này mà xong thì nó ăn bằng ăn hạn kia đâu. Nó cay rồi nó đồ mạnh đồ đó. Cái này nhậu cũng ngon hả anh Trần? Đúng rồi. Uống bia được luôn. Cái này uống bia được đó nha. Uống bia được, uống rượu được. Bia rượu đi dùng được luôn á. Quá ngon. Mỡ béo. Chi giòn béo quá. Ăn ngay. Ngay cá cho nhớt lại đã.
xấu quá rồi, gậu gậu rồi. Món này ngon thiệt. Chấm thử không cái. Món này em biết ăn gì ngon không chập? Ừ. Cơm ngon. Ừ. Toàn ăn cơm á. Thôi anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình đó, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha cả nhà ơi. Ngày mới chúc cả nhà vui vẻ nha. Bye bye. Bye.